À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu bài số 53 nằm trong sách giáo khoa toán lớp 4 tập 2 Em làm được những gì. Ở bài số 53 này thì chúng ta sẽ ôn tập lại cho cô về những dạng phép chia chúng ta đã được học. Trong đó có những phép chia là phép chia cho số có một chữ số, phép chia hai chữ số có tận cùng là chữ số 0, và đặc biệt là dạng bài phép chia mà chúng ta mới được học gần đây, đó là dạng phép chia cho số có hai chữ số. Vậy trong bài số 53 này, chúng ta sẽ được làm những bài toán như thế nào và giải như thế nào? Thì sau đây, cô và các bạn cùng nhau đến với bài số 53. Mở đầu bài 53, chúng ta sẽ đến với bài tập số 1 là bài tính nhẩm. Trong bài tính nhẩm này, đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện hai phần A, B. Trong đó, mỗi phần xuất hiện 3 phép tính. Phần A, chúng ta thực hiện tính giữa phép tính 2.100 chia cho 10, 4.500 chia cho 100, 83.000 chia cho 1.000. Và phần B, 720 chia cho 10 chia cho 8, 1.500 chia mở ngoặc 5 x 100 đóng ngoặc, 60.000 chia 1.000 x 6. Rồi, bây giờ các bạn hãy thực hiện ra ngoài nháp, sau đó quay lại đây và kiểm tra đáp án cùng cô. Các bạn có 2 phút để thực hiện. Rồi, chúng ta đã hết thời gian thực hiện bài. Đối với bài số 1 này thì các bạn để ý cho cô với phần A. Chúng ta thấy xuất hiện đây là dạng về phép chia gì? Đây là dạng về phép chia gì nhỉ? Đây là số 10 này, đây là số 100 này, và đây là số 1.000. Vì vậy đây là dạng phép chia gì? À, chính xác, đây là dạng phép chia cho số, phép chia số tròn chục, tròn nghìn, tròn trăm nghìn cho số 10, 100 và 1.000, đúng không nhỉ? Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100 hoặc 1.000 thì chúng ta sẽ bớt cho cô 1, 2 hoặc 3 số 0. Rồi, tương tự như vậy thì 2.100 chia cho 10, chúng ta sẽ bớt cho cô một số 0 ở bên phải số đó. Sau khi bớt một số 0 rồi thì 2.100 sẽ trở về các số là 210, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy nào, 4.500 chia cho 100 thì chúng ta sẽ bớt đi 2 số 0 và đáp án sẽ bằng 45. Tiếp tục, 83.000 chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ bớt đi 3 số 0 và đáp án thu được bằng 83. Vì vậy, 2.100 chia cho 10 bằng 210, 4.500 chia 100 bằng 45, 83.000 chia cho 1.000 bằng 83. Tiếp tục sang đến phần B nào. Phần B thì các bạn để ý, nó sẽ không đơn thuần là phép tính chia cho 10, 100, 1.000, mà đến phần B chúng ta thấy sẽ xuất hiện hai lần tính. Ví dụ như ở phép tính 720 chia cho 10 chia cho 8 thì lần đầu tiên chúng ta phải thực hiện là phép tính gì? Chính xác, lần đầu tiên chúng ta cần phải tính cho cô được là 720 chia cho 10 được đáp án là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ lấy kết quả đó đem chia cho 8, đúng không nhỉ? Rồi, tương tự đến phần B cũng vậy. Phần B chúng ta thấy có xuất hiện dấu trong ngoặc này và ở ngoài ngoặc. Nếu như ở phần thực hiện phép tính, tính giá trị biểu thức, thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Còn nếu chúng ta áp dụng bài toán phép chia, thì đây là dạng phép chia gì? À, đúng rồi, đây là dạng phép chia một số cho một tích, đúng không? Và chúng ta lại phải áp dụng là chia một số cho một tích với dạng là như thế nào, chúng ta phải thực hiện ra sao. Ví dụ như là A chia
mở ngoặc là B nhân C thì chúng ta phải thực hiện là A chia B chia C, đúng không? Rồi, tiếp tục chúng ta đến với phần phép tính thứ 3 là 60.000 chia cho 1.000 nhân với 6. Nếu mà xét về tính giá trị biểu thức thì chúng ta thấy đây có xuất hiện các chia và các nhân. Thì hai phép này khi mà tồn tại đồng thời cùng với nhau thì nó sẽ thực hiện như bình thường là thực hiện từ bên trái qua bên phải, đúng không nhỉ? Rồi, sau đây chúng ta đến phép tính đầu tiên là 720 chia cho 10 chia cho 8. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính 720 chia cho 10. 720 chia cho 10, đây là dạng bài phép chia mà chia một số tròn trăm cho số 10 thì chúng ta phải bớt đi một số 0 bên phải số đó. Vì vậy, 720 chia cho 10 sẽ bằng 72. 72 tiếp tục đem chia cho 8 thì đáp án chúng ta thu được sẽ bằng 9. Chính xác. Tiếp tục nào. 1.500 chia mở ngoặc 5 nhân 100 đóng ngoặc. Ví dụ, bây giờ chúng ta thực hiện cách 1 là nhân trong ngoặc trước và ngoặc sau thì sẽ lấy là 5 nhân 100 thì bằng 500. Tiếp tục này. 1.500 chia cho 500 thì về dạng này chúng ta tính như nào? À, chúng ta sẽ nhân nhẩm được nó sẽ bằng 3, đúng không nhỉ? Tiếp tục, đến với cách 2 là cách mà dùng dạng chia một số cho một tích. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy là 1.500 chia cho 5, tiếp tục đem chia cho 100. Sau đó chúng ta sẽ nhóm là 1.500 chia cho 100 thì sẽ bớt đi 2 số 0 thì còn số là 15. Sau đó tiếp tục đem chia cho 5 thì đáp án sẽ được là 3. Rồi, đây. Tiếp tục đến với phép tính số 3 nào. 60.000 chia cho 1.000 và nhân với 6. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cho cô là 60.000 chia cho 1.000. Đây là về dạng là số tròn nghìn, tròn trụ nghìn chia cho 1.000 thì sẽ bớt đi 3 số 0. 60.000 chia 1.000 thì sẽ bằng 60. Tiếp tục lấy 60 nhân với 6 thì đáp án sẽ bằng 360. Rồi, chính xác. Có bạn nào làm đúng cả 6 phép tính này không nhỉ? Rồi, cô hy vọng rằng các bạn sẽ làm đúng cho cô bài tập số 1 là bài tính nhẩm. Nhớ cho cô về các dạng phép chia và những cách để chúng ta thực hiện phép tính sao cho nhanh nhất và thuận tiện nhất. Tiếp tục chúng ta sẽ sang đến bài số 2. Với bài số 2, chúng ta sẽ làm bài đặt tính rồi tính, thực hiện hai yêu cầu của đề bài với hai phần, phần A và phần B. Đối với phần A là 720 chia cho 90, 6.890 chia cho 30, 799 chia cho 17 và 1.188 chia cho 51. Bây giờ đến với phần A nào. 720 chia cho 90 thì đây là dạng bài gì? À đúng rồi, đây sẽ là dạng bài chia hai số có tận cùng là chữ số 0. Mà khi chia hai số có tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta sẽ đồng thời gạch cho cô một số 0 đi, đúng không nhỉ? Ví dụ như 720 và 90 thì chúng ta phải gạch đi số 0 ở số bị chia và gạch số 0 ở số chia, trở thành phép tính 72 chia cho 9. 72 chia cho 9 thì chúng ta lại quy về dạng phép chia là chia cho số có một chữ số. Và 72 chia cho 9 này nó sẽ nằm trong bảng tự trương là nhân với 9. 72 chia cho 9 đáp án thu được bằng 8. Sau đó chúng ta sẽ nhân ngược lại lên. 8 nhân 9 bằng 72. 72 trừ 72 bằng 0. Hoặc 8 nhân 90 bằng 720. 720 trừ 720 đáp án sẽ bằng 0.
Rồi, tiếp tục nào. Phép tính thứ 2, 6.890 chia cho 30. Tương tự đối với phần A thì đây cũng là dạng phép chia mà chia khi mà cả hai số có tận cùng là chữ số 0. Thì chúng ta phải đồng thời gạch cho cô số 0 ở số bị chia và số 0 ở số chia. Phép tính 6.890 chia 30 sẽ trở thành phép tính 689 chia cho 3. 689 chia cho 3 thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt lấy từng số hạng chia cho 3. Đầu tiên lấy số 6 chia cho 3 được đáp án bằng 2. 2 nhân ngược lại 2 nhân 3 bằng 6. Hoặc chúng ta sẽ lấy là 2 nhân với 30 thì sẽ bằng 60. Nếu mà chúng ta lấy 2 nhân với 30 bằng 60 thì bên số bị chia chúng ta phải lựa chọn đến hàng số 8 thành số 68. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi được phép dư là phép dư 8. Tiếp tục hạ số 9, 89 chia cho 30 thì đáp án sẽ thu được bằng 2. 2 nhân 30 bằng 60. 89 trừ 60 bằng 9. Tiếp tục, nếu mà chúng ta không gạch bỏ số 0 ở cả hai hàng thì chúng ta sẽ bắt buộc phải hạ cho cô số 0 ở đây để chúng ta quy về dạng là chia cho số có hai chữ số. 90 chia cho 30 thì chúng ta tính được bằng 3 và nhân ngược lại 3 nhân với 30 thì sẽ bằng 90. Và 90 trừ 90 sẽ bằng 0. Rồi. Vì vậy, ở thông qua phần A này thì các bạn sẽ được củng cố cho cô về dạng phép chia là chia hai số có tận cùng chữ số 0 thì chúng ta phải đồng thời gạch cho cô chữ số 0 ở số bị chia và chữ số 0 ở số chia để cho nó trở thành phép tính thuộc dạng là chia cho số có một chữ số hoặc về dạng đơn giản nhất. Còn như phần cô trình bày ở đây đang là trình bày theo cách chia cho số có hai chữ số. Tiếp tục đến với phần B nào. Phần B, 799 chia cho 17. Đây là dạng phép chia cho số có hai chữ số. Đối với dạng phép chia cho số có hai chữ số thì chúng ta phải trải qua mấy bước tính. À đúng rồi, chia cho số có hai chữ số chúng ta phải trải qua 6 bước tính. Bước tính đầu tiên là chúng ta cần phải xác định cho cô số lượt chia. Xác định được số lượt chia thì chúng ta sẽ xác định được là ở trong thương đó có xuất hiện bao nhiêu chữ số. Đến bước tính thứ hai là chúng ta sẽ ước lượng thương. Phần ước lượng thương thì các bạn nào mà không nhớ thì phải xem cho cô lại bài số 51. Chúng ta phải làm tròn cả số bị chia và làm tròn cả số chia đến chữ số hàng chục, đúng không nhỉ? Sau đó đem chia rồi ước lượng. Nếu mà cái tích của nó bé hơn số bị chia thì chúng ta có thể chọn. Còn nếu tích của nó mà lớn hơn số bị chia thì chúng ta phải loại và lùi xuống cho cô một đơn vị. Đấy là xong bước thứ 2 và bước thứ 3. Tiếp tục đến bước thứ 4 là chúng ta sẽ đi tìm số dư của phép tính đầu. Tìm số dư của phép tính đầu bằng cách là chúng ta phải nhân ngược lại, sau đó lấy số bị chia trừ cho thương của phép tính vừa rồi chúng ta tính, sao cho số dư của nó phải nhỏ hơn số chia, đúng không nhỉ? Nếu mà lớn hơn số chia thì chúng ta phải thực hiện lại. Tiếp tục đến bước số 5 là chúng ta lại quay trở về, hạ, tiếp tục hạ cho cô một con số xuống, rồi quay trở về thực hiện lại bước số 2, số 3 và số 4. Và bước số 6 là bước cuối cùng, chúng ta xác định kết luận cho cô được là phép chia này có thương là bao nhiêu và có số dư là bao nhiêu. Rồi, thì phần cô nói nó hơi bị dài. Các bạn nào mà chưa hiểu thì có thể xem lại bài số 52 về dạng phép chia cho số có hai chữ số. Ở bài số 52, cô đã giảng rất kỹ về phần đó. Nào các bạn sẽ thực hiện cho cô phép tính
799 chia cho 17 thì điều đầu tiên các bạn phải thấy là số chia ở đây đang là hai chữ số. Vì vậy, bên số bị chia chúng ta cũng cần phải bắt hai chữ số, đó là 79. Chúng ta lấy 79 chia cho 17. Chúng ta sẽ ước lượng thương bằng cách làm tròn 79 đến chữ số hàng chục được là số 80. Làm tròn 17 đến chữ số hàng chục được là số 20. 80 chia cho 20 lại quy về dạng là chia cho hai số có tận cùng là chữ số 0 và bằng 8 chia 2 được 4. Nhưng mà khi chúng ta nhân nhẩm lại thì 17 nhân với 4 bằng bao nhiêu? 17 nhân 4 bằng bao nhiêu? 7 nhân 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2, 4 nhân 1 bằng 4 nhớ 2 bằng 6, đúng không ạ? Được đáp án là 68. Vậy thì 68 với 79 thì nó như thế nào? 68 bé hơn, đúng không nhỉ? Vì vậy chúng ta sẽ chọn được con số 4. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với bước tìm số dư bằng cách là lấy 79 trừ 68 và bằng 9. Sau đó chúng ta tiếp tục hạ cho cô số 9 xuống, được số là 99. 99 đem chia cho 17 thì chúng ta lại phải ước lượng thương và tiếp tục phải tính cho cô xem là số nào thích hợp, đúng không nhỉ? Và sau khi ước lượng được và sau khi kiểm tra xong thì cô có 99 chia 17 thu được bằng 5. Nhân ngược lại để tìm số dư. 5 nhân 17 sẽ bằng 85. Lấy 99 trừ 85 được đáp án bằng 14. Vì vậy, 799 chia cho 17 được thương bằng 45 và được số dư bằng 14. Tiếp tục sang đến phép tính thứ tư, 1188 chia cho 51 thì chúng ta cũng phải xác định cho cô bên số bị chia ở đây đang là hai chữ số. Vì vậy, bên số chia ở đây đang là hai chữ số. Vì vậy, bên số bị chia chúng ta cũng cần phải bắt hai chữ số, đó là 11, đúng không nhỉ? Nhưng mà 11 lại nhỏ hơn 51, vì vậy chúng ta phải bắt cả sang số chữ số 8 trở thành số 118 chia cho 51. Và các bạn vẫn thực hiện như bình thường, ước lượng thương này, xong sau đó chúng ta sẽ tìm được thương rồi bắt đầu nhân ngược lại để tìm số dư. Rồi, 118 chia cho 51 sẽ được đáp án bằng 2. 2 nhân ngược lại với 51 thu được bằng 102. Tìm số dư 118 trừ 102 bằng 16. Tiếp tục hạ cho cô số 8 xuống bằng số 168. 168 đem chia cho 51 bằng 3. 3 nhân ngược lại với 51 thu được đáp án bằng 153. Tìm số dư bằng cách lấy 168 trừ 153 bằng 15. Vì vậy, chúng ta kết luận rằng 1188 chia 51 bằng 23, dư 15. Được chưa ạ? Rồi, quan sát cho cô phần số dư. Số dư bao giờ cũng là số nhỏ hơn số chia, đúng không? Nếu mà số dư lớn hơn số chia thì đấy là chúng ta đang tìm được phần thương bị sai. Chúng ta phải tìm lại phần thương để tính tiếp tục ra số dư. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết xong hai bài đầu của bài số 53. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 3 là số lớn hơn, bé hơn và dấu bằng. Để điền được lớn hơn, bé hơn và dấu bằng thì chúng ta cần phải thực hiện cho cô được các phép tính sau đây. Phần A, 120 nhân 40 so sánh với phép tính 120 chia cho 40. Phần B, 320 trừ 80 so sánh cho cô với phép tính 320 chia 80. Phần C, 280 cộng 70 so sánh với phép tính
280 nhân 70 và phần D 610 cộng 0 so sánh với phép tính 610 trừ 0. Rồi, bây giờ các bạn có 5 phút để thực hiện cho cô phép tính A, phép tính B, phép tính C và phép tính D. Sau đó điền cho cô dấu tích hợp vào các ô trống. Rồi, 5 phút của các bạn kết thúc. Sau đây các bạn cùng cô kiểm tra đáp án. Điều đầu tiên, chúng ta có phép tính là 120 nhân 40, đúng không nhỉ? 120 nhân 40, đây chúng ta có thể tách ra bằng 12 nhân với 10, nhân với 4, nhân với 10. Sau đó chúng ta sẽ nhóm là 12 nhân với 4 thành một nhóm, 10 nhân với 10 thành một nhóm. Sau đó chúng ta sẽ ra được kết quả bằng 4.800. Hoặc chúng ta sẽ nhân cho cô bằng cách là nhân với số có tận cùng là chữ số 0, đúng không? Thì sẽ viết cho cô là hai chữ số 0 xuống ở hàng đơn vị và hàng chục. Sau đó tiếp tục lấy số 4 nhân với số 2, rồi lấy số 4 nhân với số 1 thì cũng ra là 4.800. Nhưng đấy là khi chúng ta đặt tính rồi tính. Hoặc chúng ta có thể thực hiện cho cô theo phần mà nhân cho số có hai chữ số, tìm tích riêng thứ nhất và tìm tích riêng thứ hai. Sau khi chúng ta đã học được tất cả các dạng phép chia và tất cả các dạng phép nhân, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cách để đưa ra được đáp án chính xác nhất. Nhưng mà chúng ta cần phải lựa chọn những cách làm phù hợp để đưa ra một đáp án vừa nhanh nhưng lại vừa chính xác. Tiếp tục, đến với phép tính 120 chia cho 40 thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách là chia cho, đây là dạng phép chia mà hai số có tận cùng chữ số 0 này, hoặc là chia cho số nào? À đúng rồi, thực hiện phép chia cho số có hai chữ số cũng được, đúng không nhỉ? Rồi, 120 chia cho 40 đáp án bằng 3. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái chỉ xuất hiện một chữ số, một bên thì lại một số lại xuất hiện là 4 chữ số. Vì vậy, số 4.800 chắc chắn sẽ phải lớn hơn số 3, đúng không? Thì chúng ta đã được học số nào mà có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn mà. Vì vậy, đây là có 4 chữ số này. 4 chữ số tất nhiên phải lớn hơn số có 1 chữ số rồi. Tương tự đến với phần B nào. 320 trừ 80. Đây là phép tính trừ đơn giản. Vì vậy, cô sẽ đưa luôn đáp án bằng 240. Tiếp tục nào. 320 chia cho 80. Như cô đã nói, các bạn có thể làm bằng nhiều cách, nhưng phải ra được đáp án chính xác nhất là bằng 4. So sánh 240 với 4 thì chúng ta thấy luôn là 240 sẽ lớn hơn so với số 4 này, đúng không nhỉ? Tiếp tục đến với phần C, 280 cộng 70. 280 cộng 70 bằng 350. Tiếp tục 280 nhân 70, đáp án sẽ bằng 19.600. So sánh thì chúng ta thấy được 19.600 sẽ lớn hơn 350. Hay kết luận là 280 nhân 70 sẽ lớn hơn 280 cộng 70. Đến với phần cuối cùng nào, 610 cộng 0 thì chúng ta thấy rằng số 0 mà cộng với một số thì sẽ bằng bao nhiêu? À, bằng với một số đó, đúng không nhỉ? Hay chúng ta được gọi là một số cộng với số 0 thì sẽ bằng chính nó. 610 cộng 0 bằng 610. Hay 610 trừ cho 0 thì một số trừ cho 0 cũng bằng chính nó, cũng bằng 610. Vậy thì chúng ta so sánh cho cô 610 với 610 lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng nhau? À đúng rồi, nó sẽ bằng nhau. Vì vậy cô sẽ kết luận được rằng đối với phần A, 120 nhân 40 sẽ lớn hơn 120 chia cho 40. Phần B,
320 trừ 80 sẽ lớn hơn 320 chia cho 80. Phần C, 280 cộng 70 sẽ nhỏ hơn 280 nhân 70. Và phần D, 610 cộng 0 sẽ bằng 610 trừ 0. Rồi, chúng ta đã được ôn về phần tính nhỏ này, về phần đặc tính người tính này, và về phần mà xác định dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là dấu bằng. Vậy thì đến với bài số 4, chúng ta sẽ được ôn lại cách tính giá trị biểu thức bằng cách là so sánh hay là tìm cho cô những cặp giá trị tương ứng. Chúng ta có 6 phần biểu thức tương ứng với A, B, C, D, E, G. Nhiệm vụ của chúng ta phải tìm xem là những cặp số bên tay phải bằng với cặp số nào bên tay trái, hay là chúng ta phải nối. Để thực hiện được yêu cầu này thì chúng ta cần phải tính cho cô được là giá trị của từng biểu thức bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta với so sánh, nếu bằng nhau thì chúng ta nối được lại thành một cặp, còn nếu không bằng thì chúng ta không nối, đúng không nhỉ? Rồi, đến với phần A nào. Chúng ta có là 400 chia 8 nhân 5 đóng ngoặc. Chúng ta sẽ quy về dạng là phép chia một số cho một tích bằng 400 chia cho 8 chia cho 5 bằng 50 chia cho 5. Và chúng ta thấy ở phần E cũng xuất hiện số 50 chia cho 5. Rồi, vậy thì sau khi tính xong biểu thức A thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ không tính ra là kết quả cụ thể của nó bằng bao nhiêu, mà chúng ta chỉ tính ra thành một phép tính sao cho nó trùng với phần D hoặc là phần G còn lại, đúng không nhỉ? Tiếp tục đến với phần B nào. 1200 chia cho 6 chia cho 100 thì chúng ta có thể nhóm là lấy 1200 chia cho 100 thì sẽ bằng 12 chia cho 6. Nhưng mà phần D và phần G không có xuất hiện phép tính 12 chia cho 6. Vì vậy chúng ta lại phải nhóm cách khác bằng cách là lấy 1200 chia cho 6, tiếp tục đem chia cho 100. 1200 chia cho 6 bằng 200. 200 đem chia cho 100. Rồi, các bạn thấy này, tại sao phần D và phần G nó không có xuất hiện 200 chia cho 100? Quan sát cho cô số 200 và số 100, đây là dạng số gì? Là số chẵn hay số lẻ? À đúng rồi, đây là dạng số chẵn. Và số chẵn thì đều chia hết cho 2. Vì vậy các bạn sẽ đem 200 đi chia cho 2 và tiếp tục đem 100 đi chia cho 2, thì cô thu được phép tính là 100 chia cho 50, mà vô tình nó lại trùng với cả biểu thức G, 100 chia cho 50. Vì vậy chúng ta sẽ nối lại với nhau. Tiếp tục đến với phần C nào. 810 chia cho 45 và chia cho 2. Thì ở phần này chúng ta sẽ thực hiện biểu thức ngược lại. Nếu như ở phần A là chúng ta dùng phép tính là A chia mở ngoặc B nhân C bằng A chia B chia C, thì đến với phần biểu thức C chúng ta lại làm ngược lại. A chia B chia C bằng A chia mở ngoặc B nhân C. Thì 810 chia cho 45 chia cho 2, cô sẽ nhóm 45 với 2 thành một nhóm và đó sẽ là một tích. Sau đó lấy 810 đem chia cho tích đó, đúng không nhỉ? 810 chia 45 nhân 2 đóng mở ngoặc bằng 810 chia cho 90 và nó sẽ trùng với cả biểu thức D. Vì vậy, sau khi làm xong bài 4 thì cô có biểu thức A bằng biểu thức E, biểu thức B bằng biểu thức G và biểu thức C bằng biểu thức D. Tiếp tục chúng ta sang đến bài số 5 là bài chọn ý trả lời đúng, điền số thích hợp để thay vào hỏi chấm ở mỗi câu. Cô có phần A, hỏi chấm nhân 30 nhân 900 với 4 phương án khác nhau. A bằng 30,
B bằng 2.700, C bằng 300, D bằng 27.000. Phần B 720 chia hỏi chấm bằng 15. Phần A 10.800, phần B 1.080, phần C 48 và phần D 705. Tiếp tục đến phần C, hỏi chấm chia 11 bằng 66. Phần A bằng 6, phần B 726, phần C 77 và phần D 55. Rồi, để tính được hay là để tìm được đáp án chính xác nhất thì điều đầu tiên các bạn cần phải quan sát cho cô ở trong phép tính này, dấu hỏi chấm nó đang đứng ở vị trí nào. Sau khi xác định được vị trí thì các bạn mới suy ra được phép tính để thực hiện, đúng không nhỉ? Ví dụ như ở phần A này, hỏi chấm nhân 30 nhân 900, vậy dấu hỏi chấm này nó đang ở vị trí nào? Câu hỏi này thì cô nghĩ rất là đơn giản, bởi vì khi mà thực hiện bài phép nhân và bài phép chia, cô đã giảng rất kỹ về vị trí của từng phép tính. Ví dụ như đây là phép nhân thì cô có dấu hỏi chấm đang đứng ở vị trí là số hạng. Số 30 cũng đứng ở vị trí số hạng và số 900 đứng ở vị trí là tích. Vì vậy, muốn tìm số hạng chưa biết, chúng ta sẽ lấy tích chia cho số hạng đã biết bằng 900 chia cho 30, hay sẽ bằng 90 chia cho 3 và bằng 30. Vì vậy, chúng ta chọn được đáp án là đáp án A. Tiếp tục đến với phần B thì chúng ta thấy là dấu hỏi chấm xuất hiện ở đây đang đứng ở vị trí là số chia. Muốn tìm số chia thì chúng ta sẽ lấy số bị chia cho thương. 720 chia cho 15 thu được đáp án bằng 48 và nó tương ứng với cả đáp án C. Tiếp tục đến với phần C nào. Chúng ta thấy rằng dấu hỏi chấm ở đây đang đứng vị trí là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia bằng 66 nhân với 11. 66 nhân với 11, đây là một dạng phép nhân là nhân nhập với số 11, đúng không nhỉ? Thì điều đầu tiên là các bạn vẫn viết cho, đầu tiên này, thấy 66 là trường hợp gì? Trường hợp tổng hai số lớn hơn hoặc bằng 10. Vì vậy, đầu tiên chúng ta viết cho cô là số 6. Viết cho cô số 6 đầu tiên, sau đó lấy 6 cộng 6 bằng 12. Chúng ta viết cho cô số 2 ở giữa hai số 66. Được chưa? Sau khi viết được số 2 ở giữa số 66 thì tiếp đến hàng trăm, số 6 ở đứng ở hàng trăm này, chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Cộng thêm một đơn vị thì chúng ta thu được bằng 7. Vì vậy, 66 nhân 11 sẽ bằng 726. Nếu mà bạn nào không tính nhậm được thì chúng ta lại thực hiện về phép tính nhân cho số có hai chữ số, tìm tích riêng thứ nhất và tìm tích riêng thứ hai, sau đó cộng tổng lại để ra tích cần tìm. Do đó phần C thì chúng ta sẽ điền được đáp án là đáp án B, 726. Rồi, đến với phần C nào. Đến với bài số 6. Bài số 6 thì chúng ta sẽ được làm bài toán giải có lời văn. Tổ 1 và tổ 2 của một xưởng may, mỗi tổ nhận 1.500 mét vải để cắt may. Tổ 1 cắt may trong 30 ngày thì hết số vải đó. Tổ 2 cắt may hết số vải đó trong 25 ngày. Hỏi trung bình, mỗi ngày tổ 1 cắt may ít hơn tổ 2 bao nhiêu mét vải? Đọc bài toán này thì đề bài đang yêu cầu chúng ta là tính số mét vải mà trung bình mỗi ngày tổ 1 cắt ít hơn so với tổ 2, đúng không nhỉ? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi đó, đề bài đã cho chúng ta biết cái gì? Đề bài cho chúng ta biết rằng mỗi tổ có 1.500 mét vải. Nhưng mà để làm hết 1.500 mét vải đó thì tổ 1 cần 30 ngày,
còn tổ 2 cần 25 ngày. Do đó, bây giờ để tính được cái mà đề bài yêu cầu thì chúng ta cần phải tính được là trong một ngày tổ 1 cắt được bao nhiêu số vải và tổ 2 cắt được bao nhiêu số vải. Từ đó chúng ta sẽ lấy là trung bình số ngày của tổ 2 trừ đi số vải mà tổ 1 đã cắt, đúng không? Rồi, dựa vào phương pháp giải đó thì chúng ta sẽ cùng thực hiện bài giải của cô. Đầu tiên chúng ta tính là trung bình mỗi ngày tổ 1 cắt được số mét vải là lấy số mét vải hiện tại có chia cho số ngày thực hiện 1.500 chia cho 30 hay sẽ bằng 150 chia cho 3 bằng 50 mét vải. Tiếp tục, trung bình mỗi ngày tổ 2 cắt may được số mét vải là lấy 1.500 chia cho 25 thì đáp án sẽ bằng 60 mét vải. Trả lời cho câu hỏi đề bài, trung bình mỗi ngày tổ 1 cắt ít may hơn tổ 2 số mét vải là lấy số mét vải của tổ 2 là 60 trừ đi số mét vải của tổ 1 là 50, ta thu được đáp án bằng 10 mét vải. Đáp số 10 mét vải. Rồi, như vậy cô và các bạn đã cùng giải quyết xong 6 bài tập trong bài số 53 em làm được những gì. Ở bài toán này thì chúng ta đã được ôn tổng quát hết về tất cả các dạng của các nhân hay là các dạng của các chia mà chúng ta đã học. Thông qua đó thì các bạn đã được giải bài toán về tính giá trị biểu thức hay được giải bài toán có lời văn tìm số vải ít hơn của một tổ. Và để củng cố hơn về bài thì các bạn về nhà có thể làm thêm bài tập trong sách bài tập hoặc những bài toán nâng cao. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.